hôm nay chuyển sang sẽ tập hợp cái danh 2473 gửi đi cho anh Trung ở Bà Rịa ha, và quà tặng đi kèm sẽ gồm là bộ sách độc quyền ở quyền sang mọi người ha, cái micro, bao da, cái chân đàn đôi, và giá của tổng nguyên bộ là 8.900.000 ha. Nếu người mua một cây đàn không như thế này là 7.900 nha, đàn không là 7.900, còn nếu mua thêm phụ kiện ra cài thêm dữ liệu vào ha, cài 10 điệu dữ liệu vào nữa là sẽ là 8.900.000 cộng với lại những cái phụ kiện nãy giờ Sang vừa nói. Rồi giờ Sang mở hộp nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái giấy bảo hành 1 năm toàn quốc của Yamaha ha, series của nó là 05136. Rồi Sang lấy đàn này nhé. Rồi đàn này thì để tập ok nha mọi người, nếu mà chơi giỏi thì có thể đi sâu được, còn chơi chưa giỏi thì Sang không dám chắc. Vì nó cài được có 10 điệu thôi, có thể học được những bài trong quyển sách của Việt Sang nhé. Sách sang tặng của cái đàn này là sách trắng nha mọi người, là sách xịn ha, không sách xịn ha. Giá 1.200.000 sách đó là được tặng kèm, nếu mà mua chọn bộ là 8.900.000. Wow, đàn đẹp quá mọi người ơi. Rồi bây giờ Sang sẽ cài dữ liệu ha, cài dữ liệu và cài đặt vài tiếng vào để chuẩn bị gửi đi cho anh Trung. Rồi mà Sang vừa cài đặt xong 10 size cho cái M473 ha, gồm có Dumba Bororo nè, Silo ha, Cha Cha ha, rồi, nói chung là cũng đủ 10 điệu cơ bản để chúng ta chơi. Rồi ngoài ra cài thêm 4 tiếng cái hàng trên sáu bầu mọi người. Là anh Trung cần một tiếng guitar cổ ha. Rồi để thử một bài vừa cổ vừa nhạc thôi ha, đó là bài Giọng Chim Lan đi. Ha, giai điệu rất hay mọi người ha. Cho nên đánh đỡ ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ sẽ phải gói hàng lại và gửi đi Bà Địa cho anh Trung ha. Cảm ơn Trung rất nhiều.